Mình sử dụng rất là nhiều thiết bị công nghệ cùng một lúc. Mình sử dụng cả hệ sinh thái của Apple lẫn hệ sinh thái của Samsung, cũng như rất là nhiều những bộ laptop Windows và PC Windows. Và với việc là sử dụng nhiều thiết bị như vậy thì mình lại càng thấy được cái giá trị của Microsoft 365. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với cả anh em cái cách mà mình đang tận dụng Microsoft 365 hay là hệ sinh thái của Microsoft trong công việc là như thế nào. Lưu ý nhé, là mình không chỉ sử dụng mỗi hệ sinh thái Microsoft 365 mà mình cũng sử dụng rất là nhiều hệ thống đám mây khác, ví dụ như của Apple, Samsung hay là Google. Nhưng mà đồng thời thì mình vẫn thấy cái hay của Microsoft 365. Vậy thì những cái lợi ích mà anh em nên kỳ vọng ở Microsoft 365 là gì? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả anh em nhé. Lợi ích đầu tiên của việc sử dụng Microsoft 365 đó chính là anh em sẽ không mất thời gian đi crack để có thể sử dụng được Word, Excel, PowerPoint. Cho đến bây giờ mình đã từ bỏ crack ở mọi những cái dịch vụ mà mình dùng rồi, bởi vì nó rất mất thời gian ấy. Chưa kể là anh em sẽ còn có nguy cơ dính virus, mã độc này nọ. Ừ thì nếu như mà giá bản quyền đắt thì có thể là nhiều anh em sẽ nghĩ đến việc là tìm những nguồn khác. Nhưng mà hiện tại thì Microsoft 365 nó đã quá rẻ và gần như là rẻ nhất trong tất cả những dịch vụ online mà mình dùng luôn ấy. Ví dụ như là nếu như mà anh em mua gói Microsoft 365 Family 6 người tại những đại lý ví dụ như ThinkPro đi, thì mức giá nó sẽ chỉ vào khoảng là 1,5 triệu. Tức là nếu như mà anh em chia ra thì mỗi tháng mỗi người chỉ mất có 20.000 đồng một thôi. Một mức giá quá rẻ luôn. À, nhân tiện thì cửa hàng ThinkPro cũng đang tuyển các anh em đam mê công nghệ cho hai vị trí là phát triển nội dung social và quay dựng. Anh em làm social thì chỉ cần đam mê công nghệ và thường xuyên chia sẻ công nghệ trong các hội nhóm Facebook là xong phim. Còn anh em quay dựng thì cần những anh em đã có kinh nghiệm nha. Thông tin tuyển dụng thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Lý do thứ hai đó là bản Microsoft 365 Family hay là Microsoft 365 Personal nó sẽ được tối ưu về mặt hiệu năng hơn. Cái này thì mình đã cảm nhận được từ rất là lâu rồi và mình cũng đã có chia sẻ với cả anh em trong một số video trước đây rồi. Nhưng mà để cho chắc chắn thì hôm trước mình cũng có hỏi anh em trong group thành viên friend ấy, lý do anh em mua Microsoft 365 là gì, thì cũng có rất là nhiều anh em xác nhận là dùng bản quyền nó sẽ mượt hơn. Đặc biệt là nếu như mà anh em sử dụng những file Excel nặng thì dùng bản quyền nó sẽ mượt hơn hẳn so với cả những phiên bản crack. Ngoài ra thì ở gói bản quyền này thì cái giao diện của nó cũng sẽ được update mới hơn, ngôn ngữ thiết kế hiện đại hơn và tất cả đều gói trong một cái app gọi là Microsoft 365. Anh em chỉ cần tải đúng một cái app đó về là tất cả phần mềm nó sẽ kéo hết về máy, nó rất là tiện. Riêng hai lý do đầu tiên này thôi thì mình nghĩ giờ đã quá đủ thuyết phục để mà anh em có thể bỏ 20.000 đồng một tháng để có thể sử dụng Microsoft 365 rồi. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì mình còn muốn chia sẻ với cả anh em cái cách mà mình đang tận dụng hệ sinh thái của Microsoft 365 là như thế nào. Nên là mình cũng sẽ chia sẻ một số mẹo rất là hay mà mình đang áp dụng để mà tận dụng Microsoft 365 nhé. Khi mà anh em bỏ ra 20.000 đồng đó thì không phải là anh em mua mỗi những phần mềm như là Word, Excel, PowerPoint như là cái phiên bản 2021 đâu. Một số những mẫu laptop mới đang được bán ra trên thị trường hiện nay thì anh em sẽ được tặng kèm cái gói 2021. Nhưng mà đây chỉ là một vài những phần mềm cơ bản thôi. Còn gói Microsoft 365 Family hay là Microsoft 365 Personal ấy, là anh em đã mua cả hệ sinh thái của Microsoft luôn. Và đáng giá nhất ở đây đó chính là 1TB OneDrive. Mình nhấn mạnh rằng là 1TB OneDrive nhá. Tức là cái dung lượng bộ nhớ của nó lớn hơn hẳn so với cả mức chi phí mà anh em phải bỏ ra. Và nhờ có mức dung lượng siêu to khổng lồ này mà cái nhu cầu lưu trữ của mình nó cũng sẽ khác hẳn luôn. Ví dụ như là hiện tại thì mình cũng có mua iCloud và cũng có mua gói Google Drive cho công ty luôn. Nhưng mà những dịch vụ này thì mình cũng chỉ dùng với mục đích là lưu trữ các tài liệu document cơ bản hay là bộ nhớ cache cùng một số phần mềm để mà nó sync giữa những thiết bị trong hệ sinh thái mà thôi. Và thường thì khi mà anh em lưu những thứ này thì nó sẽ không tốn quá nhiều bộ nhớ. Còn với 1TB OneDrive thì mình sẽ chỉ lưu những cái gì mà tốn bộ nhớ nhất thì mình sẽ nhét hết vào đây. Mình thấy rằng có 3 loại tài liệu chính mà anh em có thể tận dụng. Thứ nhất là những tài liệu học tập, ví dụ như kiểu video học tiếng Anh chẳng hạn ấy, anh em lưu hết vào OneDrive rồi nó tự động đồng bộ lên điện thoại, máy tính bảng hay là máy tính hay là PC. Và nếu như mà anh em muốn mở lên học thì lúc nào nó cũng sẽ được luôn. Loại dữ liệu thứ hai mà mình đang dùng để mà tận dụng 1TB OneDrive đó chính là tất cả những cái hình ảnh hay là video mà mình chụp từ camera ở trên smartphone ấy thì mình sẽ up hết vào đây. Đây là thứ mà ngốn rất là nhiều tài nguyên và đó cũng chính là một trong những lý do vì sao mà anh em nâng cấp thêm iCloud đúng không ạ? Để mà lưu trữ ảnh hay là video. Tuy nhiên ở đây mình sử dụng OneDrive và như anh em thấy rằng mình đã lưu từ cái thời dùng Note 5 rồi, tức là đến bây giờ nó đã vừa khoảng là 6 cho đến 7 năm rồi thì nó vẫn còn có rất là nhiều ảnh hay là video ở đây luôn. Dung lượng bộ nhớ thì mình vẫn còn rất là nhiều. Và điều quan trọng ở đây là do mình sử dụng rất là nhiều thiết bị công nghệ khác nhau nên là tất cả hình ảnh từ iPhone hay là từ Galaxy S23 Ultra ấy nó cũng đều được đồng bộ hết lên OneDrive và mình có thể là truy cập những cái hình ảnh đó ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ thiết bị nào. Và một cái mẹo nhỏ đó chính là mình sẽ set up lại tất cả các mục để làm sao những cái dữ liệu của mình nó được sắp xếp một cái gọn gàng nhất. Ví dụ như là mục nào là dữ liệu của iPhone, mục nào là dữ liệu của Samsung hay là mục nào là dữ liệu của máy tính. Sau nếu như mà anh em muốn truy cập lại thì tìm nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
Và do là anh em đã trả tiền để mà đi mua cả hệ sinh thái rồi nên là anh em có thể truy cập dữ liệu này chỉ với một chiếc điện thoại mà thôi. Thậm chí giờ mình dùng điện thoại Samsung thì nó cũng được tích hợp hẳn luôn mục OneDrive vào mục My File của Samsung này luôn. Đấy, thì mọi dữ liệu nó ở hết trong cái My File này thôi, và nếu như anh em muốn truy cập mọi thứ nó rất là tiện. Còn với iPhone thì anh em cũng sẽ chỉ cần tải app OneDrive là sẽ thấy rằng mọi dữ liệu nó được đồng bộ hết ở đây. Rồi, lợi ích cuối cùng đó chính là tính năng, nó sẽ đầy đủ hơn rất là nhiều so với cả phiên bản Crack. Thì nếu như mà để bây giờ mình kể hết tất cả những cái tính năng trong hệ sinh thái của Microsoft 365 ra ấy, thì chắc là vài video thì cũng sẽ không hết được. Nhưng mà anh em cứ hiểu đơn giản là có hệ sinh thái rồi, có cloud đám mây rồi, thì anh em sẽ có rất là nhiều tính năng như kiểu là đồng bộ các file giữa các thiết bị với nhau. Ví dụ như với ứng dụng OneNote đi, thì nếu như bây giờ mình tải mới trên cái chiếc MacBook Pro 16 inch này của mình và mình chỉ cần là đăng nhập cái tài khoản Microsoft Account của mình là mọi dữ liệu trước đó từ cái app OneNote nó cũng sẽ được sync vào đây. Hay là với cả sticky note mà mình thường xuyên sử dụng ở trên laptop Windows ấy, thì nó cũng sẽ được đồng bộ hết vào OneNote. Cái này thì mình đã chia sẻ với cả anh em trong rất là nhiều những video về hệ sinh thái Microsoft 365 rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì nếu như mà mình chỉnh cái gì là 4 năm thiết bị của mình nó cũng sẽ tự động sync theo. Thì đó là lợi thế của việc sử dụng hệ sinh thái. Hay là những app như là Word, Excel, Skype thì anh em chỉnh cái gì là nó cũng sẽ tự động đồng bộ giữa những thiết bị y hệt như là hệ sinh thái của Apple hay là Samsung vậy. Rồi, đó chính là 4 lợi ích cũng như là 4 lý do mà anh em nên sử dụng hệ sinh thái của Microsoft 365 cũng như là một số những cách mà mình đang tận dụng hệ sinh thái này ra làm sao. Thì mình thấy là đây là cái mà anh em bắt buộc phải chi ra rồi, bởi vì bây giờ anh em cứ tưởng tượng mà xem, nếu như mà đối tác gửi cho anh em một cái tài liệu bằng Excel thì chẳng những anh em không mở được nếu như mà anh em không đăng ký Microsoft 365 đây đúng không ạ? Hay là mình thấy rằng cái giá trị cực kỳ lớn của hệ sinh thái này đó chính là 1 TB OneDrive. Ở đây không phải ở việc rằng là nó có bao nhiêu dung lượng nhá, bởi vì hệ sinh thái nào của nó cũng sẽ có những cái dung lượng đám mây, mà ở đây thì mình đang muốn nhấn mạnh cái 1T, tức là một cái dung lượng nó rất là lớn. Và anh em nên nghĩ xem rằng là anh em có cái tài liệu gì mà nó cực kỳ ngốn dung lượng hay là không, thì anh em nên tận dụng cả 1 TB OneDrive này. Ok, còn anh em thì sao? Anh em có đang tận dụng hệ sinh thái của Microsoft 365 hay là không? Anh em đang tận dụng như thế nào và trong việc gì? Anh em hãy cùng chia sẻ những cái trải nghiệm của anh em phía bên dưới để mà cho nhiều anh em khác cùng nhau tham khảo nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy video này hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!